Tuyết Vinh mến chào quý vị khán giả và rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ẩm thực cuộc sống ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì có rất là nhiều lý do để người ta tìm đến ẩm thực chay, có thể là giúp cho sức khỏe của mình được tốt hơn, đôi khi là để thanh lọc cơ thể hoặc là giúp mình tĩnh tâm hơn. Tuy nhiên, đối với những người mà yêu thích các món ăn chay thì không phải ai cũng biết cách chế biến nhiều món chay làm sao vẫn vừa ngon miệng vừa đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của mình. Chương trình cũng sẽ có một gợi ý đầy thú vị dành cho quý vị với món cà ri chay, mà đặc biệt là cà ri chay chua cay nữa. Và xin được giới thiệu với quý vị người chia sẻ món ăn này với chúng ta ngày hôm nay, đó chính là đầu bếp Võ Quốc. Chào Thế Quyên. Dạ, chào anh Quốc. Quốc cũng mến chào quý khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Thì thật ra thì đây là một cái món Quốc kỹ là người nào khi ăn chay cũng đã từng ăn món này rồi. Dạ. Đó là món cà ri. Nhưng mà cái cà ri chay hôm nay Quốc nấu á, là Quốc có thêm cái thành phần là da ua với lại cái ớt sừng này vào. Tại vì cái khi mà chúng ta ăn chay á, mà nhất là ăn chay và khi trong cơ thể chúng ta thì mình thay đổi đột ngột từ thịt cá chuyển qua là rau củ quả không? Đó, thì có nghĩa là thay vì là đạm động vật thì bây giờ là trong người chúng ta chỉ có đạm thực vật thôi. Yeah. Đó, chính vì thế thì nó hơi chuyển hóa cơ thể tí xíu. Mà mình ăn những cái loại như cái hạn như là nó hơi khó tiêu, chẳng hạn như là nước cốt dừa. Yeah. Nấu cà ri bắt buộc là phải có nước cốt dừa. Nếu mà không có nước cốt dừa thì cái nồi cà ri nó sẽ không ngon. Yeah. Mà nó cho nước cốt dừa vào thì ngay cả người bình thường thôi, ăn mặn thôi, là khi nó ăn nước cốt dừa thì nó dễ bị ợ chua. Đó, và cái bao tử chúng ta nó hơi khó chịu. Yeah. Thì chính nó Bút mới nghĩ ra Bút sẽ cho thêm cái da ua vào. Cái da ua vào thì trong này nó có những cái men tiêu hóa nó rất là tốt cho bao tử. Thì cho da ua vào thì khi mình ăn cà ri thì Quốc đảm bảo một điều rằng là 100% khi mình ăn món cà ri này nó có ớt nè, có da ua nữa, nó kích thích vị giác, là kích thích tiêu hóa, thì chắc chắn sẽ không bị ợ chua mặc dù mình cho nước cốt dừa rất nhiều và rất béo. Dạ, nhưng mà nó cũng sẽ ngon miệng hơn nữa, bởi vì Vinh biết là những cái món ăn mà nó có vị cay với chua như anh Quốc nói là sẽ kích thích vị giác, làm cho người ta ăn ngon miệng hơn. Rồi bây giờ giới thiệu thêm một chút về những cái nguyên liệu của mình đi anh Quốc. Nguyên liệu cho món cà ri chay này mình sẽ có là tàu hũ ki cay, ván đậu, tàu hũ, chả chay, da ua, nước cốt dừa, bột cà ri, ớt, bao rô, sả, chanh, cà rốt với lại khoai cau. Rồi chúng ta sẽ bắt tay vào mình sẽ sơ chế những cái nguyên liệu này trước. Dạ. Ví dụ như là cái phần cái cọng tàu hũ ki này nè. Dạ. Thì mình có hai cách. Một á, là chúng ta sẽ ngâm nước qua đêm, phải ít nhất cũng phải là 24 tiếng thì nó mới mềm ra. Rồi sau đó là mình đem đi chiên hoặc là mình sẽ cho vào đồ mình nấu luôn. Nhưng mà cái cách đó thì nó lâu lắm. Thì Quốc thì làm cách là mình sẽ cho vào mình chiên trực tiếp cho nó giòn, nó phồng lên, là sau đó mình cho vào nồi cà ri nấu là tự động nó mềm ra. Dạ. Rồi mình sẽ cho hết cái phần này vào đây mình chiên. Dạ, còn cái tàu hũ ki lá này thì mình có chiên không? Tàu hũ ki lá là mình cũng chiên luôn. Nãy anh Quốc nói là mình phải ngâm nước qua đêm đó rồi vẫn phải đem đi chiên lại trước thì mình cho vào nồi. Đúng rồi, thì nó sẽ ngon hơn. Chứ còn nó sẽ dai cái cọng tàu hũ ki này. Mình sẽ chiên cho nó vàng phồng lên vậy luôn. Đúng anh rồi, chiên cho vàng phồng. Mà cái khi mà vàng phồng như vậy nè, cái mình cho vào trong nồi cà ri mình nấu, mình nấu đến chừng rau củ mềm thì cái phần này nó cũng mềm luôn. Dạ. Nó vừa mềm nó vừa dai rất là ngon. Rồi xong rồi. Rồi cái phần chả chay này nè mình cũng chiên lại cho nó chắc lại. Đúng rồi. Còn cái tàu hũ thì sao anh? Tàu hũ này mình cắt miếng vừa ăn xong mình cũng cho vào mình chiên lại luôn. Chiên luôn. Đúng rồi. Cắt làm 4 cái vậy. Dạ. Mình cũng cho vào mình chiên lại. Còn mình có hai cái loại rau củ là khoai cau với lại cà rốt. Thì chúng ta cũng cắt miếng vừa ăn. Cũng rồi mình luôn. Cũng chiên luôn. Mình chỉ chiên nó sơ qua xíu hay là phải chiên vàng mặt giống vậy? Mình chiên cho nó vàng mặt giống vậy nè. Thì khi mình nấu nó sẽ không bị bở ra. Nó không bị bở ra. Cho hết cái phần khoai cau này vào mình chiên. Mình chiên cho nó vàng luôn nha Vân. Nó vàng và nó chín luôn á. Để khi nó nó nhanh. Này còn cái cà rốt này nè. Thì mình cũng cắt cái miếng vừa ăn thôi. Dạ. Như vậy là mình cho vào mình chiên luôn. Rồi cà rốt cũng cho vào luôn nha. Dạ. Và cái phần bao rô này nè là mình thay thế hành. Để tí mình phi lên. Và cái bao rô mình phải cho nó nhiều thì nó mới thơm. Mình cho hết nguyên cọng bao rô này luôn. Dạ. Và cái phần sả này á, thì Quốc thấy là có nhiều người hay bầm ra, nhưng Quốc nghĩ là mình không nên bầm ra, mình đập dập thôi. Mình bầm ra thì cái nước sốt của mình nó bị sẩm sẩm. Nó chỉ đập dập thôi, rồi mình gắt khúc mình cho mình xào. Để tí nữa mình xào lên. Rồi cái phần ớt này mình sẽ cắt ra ha. Cắt ra vậy.
là mình sẽ cho vào đây xay ra, rồi mình sẽ cho phân nửa bao rô. Dao ua thì Quốc sẽ dùng một hộp vô, mình cho hết vô vào đây. Rồi cái phần nước cốt dừa Quốc sẽ cho phần nửa. Đây, cái phần này mình đã xong nè, mình sẽ vớt ra. Rồi bây giờ Quốc sẽ xay cái phần này nha, cho nó nhuyễn luôn. Khi mình xay xong rồi á, thì tất cả những nguyên vật liệu mình đã sơ chế xong rồi, mình chỉ việc là bắt nồi lên và mình nấu thôi. Rồi mình sẽ cho hết cái phần bao rô này mình xào, xả luôn. Đây, mình sẽ hạ lửa nhỏ lại nha. Rồi bắt đầu mình sẽ cho bột cà ri. Tại do bột cà ri mình không hạ lửa đó là nó sẽ bị cháy. Dạ. Đó, sẽ cho khoảng một muỗng ăn cơm bột cà ri. Là cái hỗn hợp mà Quốc đã xay á, ta sẽ cho đây luôn. Rồi xong ta sẽ cho cái phần rau củ này vào. Rồi mình xào lên cho nó thấm vào tí xíu, bắt đầu mình sẽ cho nước lạnh vào. Rồi mình cho nước vào như vậy nè ha. Thì bắt đầu mình sẽ cái phần này nè, cái phần tàu hủ ghi cộng này nè, mình cho vào luôn. Mình nấu từ lúc này thì nó sẽ mềm. Dạ. Còn cái chả chay với lại đậu hũ thì khi nào ạ? Bắt đầu mình cho vô luôn. Dạ. Rồi mình sẽ cho hết cái phần chả chay này vào. Dạ. Rồi cho hết tàu hũ vào. Mình sẽ nêm vào đây á là hạt nêm chay. Dạ. Rồi đường với lại muối. Dạ. Rồi cho khoảng một thìa cà phê muối vào. Đường thì với món này thì Quốc sẽ cho khoảng 4 thìa cà phê đường. Thì trước khi tắt bếp á, mình sẽ cho hết cái phần nước cốt dừa còn lại vào. Dạ. Đó, thì nó mới béo mới ngon. Đây, mình sẽ múc ra. Dạ. Mình nấu xong ha, mình múc ra tô rồi bắt đầu mình mới cho chanh vô. À, mới nặng lên trên trong cái tô luôn. Đúng rồi, nặng xung quanh rồi. Đây, cái miếng này mình bóp mình cho lên trên luôn. Rồi, mời Tiết Vinh. Dạ, cảm ơn anh Quốc. Đây, anh sẽ múc kem một miếng nha. Dạ. Ngon quá, cái vị chua chua, cay cay. Rồi cái ớt á, nó hơi nồng lên một chút xíu. Đúng là cực kỳ kích thích vị giác luôn. Bởi vì mình vừa nếm vào thôi là mình đã thấy nó rất là ngon miệng. Mà mình muốn ăn thêm rồi. Mình thấy cái vị súp nó sẽ đậm đà nè. Thêm một cái chút lạ lạ, chua chua, cay cay như thế này sẽ rất là kích thích vị giác và làm cho chúng ta cảm thấy ngon miệng hơn nữa. Và Tuyết Vinh cũng hy vọng là không chỉ là một cái sự gợi ý đầy thú vị dành cho những người thích ăn chay đâu, mà với cái cách chế biến này thì chúng ta cũng có thể biến tấu để làm nhiều cái món cà ri chua cay cho gia đình của mình sử dụng. Cảm ơn đầu bếp Võ Quốc rất là nhiều đã không bỏ công tìm kiếm những cái món ngon và hấp dẫn để mang đến chương trình Vui Sống Mỗi Ngày và giới thiệu cho quý vị khán giả. Và thật ra thì Quốc cũng là một người thích ăn chay, nên là Quốc cũng hay tìm hiểu và để nghĩ sao những cái món đồ chay á nó phải đậm đà giống như Tuyết Vinh vừa ăn vậy á. Dạ. Để cho là khi mình ăn chay mình cảm giác giống như là nó rất là thoải mái và giống như là mình ăn đồ mặn như vậy. Và xin được cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị sẽ thực hiện thành công món ăn này. Tuyết Vinh và đầu bếp Võ Quốc xin chào và hẹn gặp lại quý vị.